Rồi có gửi rồi đấy. Vào đi. Có được không ta? Cô đang sợ không được. Được mà cô. Sắp bắt đầu. Ui. Quý gì? Ôi trời ơi. Cô ơi, họ lại bảo là phải đăng nhập để chơi. Phải chơi á. À, thế thì các bạn có biết cái đây nhá, để cô hướng dẫn cách khác nhá. Cách Chứ khác này. con Ngoài ra cái link này cô không biết tại sao lại phải đăng nhập nhỉ? Để cô hướng dẫn các bạn cách khác nhá. Đây nhá, bây giờ các bạn vào trong một cái trang Google mới, các bạn ghi chữ cho cô là John My Quiz. À, cô ơi, cô cứ để đấy để con chép đã, con chép đã. Ừ, rồi, các bạn cứ ghi cho cô chữ vào John một trang Google mới. Chị ơi, tắt nó đi. Và lại ơi, sao mà nhiều thế trời ơi. Các bạn nhìn thấy không? Cho ôi, con ra tí. Đây Google mới đây cô, để con tìm kiếm. Tìm kiếm đâu? Để con bây giờ con mới bắt đầu bật Google Chrome bây giờ. Ừ, ok, xin lỗi các bạn nhé, cô không biết tại sao là nó không vào được ở cái link copy của cô. Copy. Ơ, nó cứ kiểu gì thế nhỉ? Link đi. Bấm cho cô chữ John My Quiz chưa? Con chưa bấm xong, bây giờ con mới bắt đầu bấm này cô. Hay là cô gửi cái chữ John My Quiz này rồi, không thì các bạn tự bấm. Nhưng Google có kiểu gì vậy? Google á? Cứ bấm vào chữ John My Quiz là được rồi. Con có cách rồi cô ạ. Ôi, để con chép đã. Ừ. Đây cô chờ con tí, con chụp cái chữ này. Thế cô gửi vào đây cho nhá. Thôi cô ơi, xong rồi, con vào Google thì con làm sao nhìn được cái đấy được. Là John. Ừ, sao? Cô gửi cái gì? Cô đang yes. gì vậy? Có vào được cái này không? Yes, yes, yes. Okay. Cô ơi cô, con vào được rồi. Cô vào được rồi nhỏ mà. Ok, thế vào được rồi thì vào cái đây, các bạn nhập mã cho cô là mã này. Đâu cô ơi, chờ vào tí. Ờ. Mã là 233155. Đúng rồi. Ở mã trên đây. Cái mà cô gửi đều có hết. 233155. Rồi bấm vào chữ tham gia là được nhá. Nhưng cô ơi, không vào được. Thôi bó tay rồi. Sao không vào được nhỉ? Con không nhìn thấy chưa con tí. Ơ cô ơi, con làm gì thấy mã đâu. Đấy, nhìn thấy cái cô đang bấm vào đây không? 233155. Không được. Cô có thấy cái cô gửi không? Bấm theo mấy cái số ấy. Cô ơi cô. Ơi. Bây giờ sao? Xong bấm vào tham gia. Chán thế. Con quay lại chỗ cô đi nha. Đây là phần mềm quiz rồi, cái phần mềm tạo ấy thôi. Tạo bài tập rồi. Cô để con vào đây. Cô đâu? Cô bảo vào đâu? Cô bảo nhập mã 233. Nhưng vào cái phần mềm nào để bác vào chưa? Cô không biết. Ừ. Cô ơi, cô vào phần mềm nào đấy? Đây, phần mềm John My Quiz. John My Quiz chúng con. John My Quiz. Quiz. Đây, John My Quiz đây, chấm com đây. John My Quiz chấm com. Đây. Con biết đâu nhỉ? John My Quiz. Tao vẫn là phải nam vào được không? Con chưa mở xong. Ờ, bấm ra cô cái đấy đi. Xong rồi nhập cái mã này cho cô. Xong bấm vào tham gia là được. Chấm com. Chấm com đây.
Vì bác vào. Chưa thành công. Tin gì nào? Tin yếu, con làm thế nào? À, chứ cái này. Chứ có một cái này là giúp làm lực ngày xưa bác làm rồi. Thì bây giờ cô ơi, để con tí còn cô còn chưa xong đây này cô. Đây là nhập mã. Có ba đâu ấy nhỉ? Đây để con nhập mã. 233155. 233155. Cô ơi, bây giờ bạn ở đâu có cái giống như cái màn hình cô. Dung Trần về cái có một chữ tham gia bên cạnh cái nhập má đấy, có cái chữ tham gia đấy. Không mà muốn vào màn hình dụng cô ấy, cô bảo đi lại đi mấy cái kia có sao hết đồ đi đâu. Ơi, xóa cái đồ đi. Là, tức là mình phải tham gia rồi mình mới vào được màn hình giống cô. Cô xong rồi nha, xong rồi á cô. Ok. Cô thấy con chưa? Cô chưa thấy ai cả. Ôi. Thế à? Đợi cô tí xe là mạng của cô bị lag nhỉ? Chưa thấy người tham gia nữa. Cô trên chat. Con bật luôn nhập mã chứ sợ gì. Anh già ra rồi. Hải Nam được chưa? Đây con, được. Con đâu bật mật mã. Mật mã gì ấy trời. 233155. Thôi. Hát ra để nhận mã lại đi bác. Có một người là thế nào này? Đi bác ơi. AM Star 55. No 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 no. Đấy, con lấy đi. Đây rồi. Đây rồi. Nó vào phần mềm. 2 Widget Riem Quinquiri 1 55. Enter. Nó vẫn vào cái đấy. Này. Cô ơi, cái của cô lại kiểu gì rồi? Có thấy con chứ? Có một mình con trong phòng này thôi. Ơ cái gì có một mình con rồi? Cô ơi, sao con thấy có cả đúng một người đấy cô? Sao con thấy có tham gia với nhập mã tham gia xong có mấy cái chương trình kiểu gì ấy lung tung con chịu sao ông vừa bây giờ bật đâu hả mới vào được bật mật khẩu kiểu gì á đây được rồi để cô xem bật, nào con sao con biết là 233155 mà nó lại bảo kết quả sai á đợi cô một chút nhá bây giờ cô vào lại cho xem nhá vâng đây. Vâng vào cái này chưa? Vào cái trang này chưa? Con tí con xem. Dạ thôi, bây giờ con đang tìm kiếm. Ơ không phải. Nó phải có cái này như cô này, xong rồi bấm vào chữ tham gia là được này. Đấy, này được. Có cái này. Đỗ Thư Hương có vài cái này rồi tham gia nhưng lại ra nghỉ khách. Thế được em thử lại. Con bấm lên 233155. 233155. Con chụp lên gửi cô đi. Chụp là gì? Ôi trời ơi điên đấy mà. Nó chỉ là hình ấy thôi của cô có mà. Sao nó mãi? Cô ơi cô sao cô vào được mà tụi con chẳng vào được. Con vào được. Con vào cái mục đầu đây làm gì? Đúng rồi, con cũng vào ở cái mục đầu như cô đấy. Xong con cũng ấn tham gia. Nó không vào được mà con chẳng vào được. Sao con bấm luôn? Ai cũng tưởng con là tạo dịch lên mà cô vào được là đúng rồi. Cô vào lại cho con xem đi cô. Đây, cô lấy lại cái link đấy. Cô lấy lại cái link nhá. Cô lúc nãy con ấn dòng thứ 2 con nhầm. Cô ơi, ơi. Cô
làm lại một lần nữa. Vâng, cô làm lại đi. Cô ơi, cô không cần làm lại đâu. Lúc ấy cô ấn nhầm. Đây, để cô tí. Ơ, cô ơi, sao con bắn đúng mật khẩu mình mà người ta bảo là tiếp tục với Google. Các người còn dòng bên dưới là tiếp tục với đây 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 đợi cô tí đây rồi. Con này 2 3 3 1 5 5 ai tôi đùa luôn. Ôi giời ơi, 2 3 đây, để cô xem nào. Nó lại còn mắng mỗi rồi. Sang mấy cái kiểu gì ấy. Hôm trước mình chơi được bình thường không? Hôm thứ 7 lần tuần trước. Rồi đây, giờ cô lại gửi thử cái link này xem có được không nhá. Nếu không được thì mình chơi chung nhá. Nhưng mà chơi chung thì đủ được đừng có nói hết bây giờ. Nhà đó tớ học mới. Đây, ai có ghi linh rồi? À đây 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 đây, từ từ từ. Đợi cô. Đợi đợi. Không phải cái linh đấy nhá, không phải cái linh đấy. Tổ, bạn cần phải đăng ký để chơi trò chơi này rồi cô ơi. Đây, cái có cái code này. Không phải linh này, linh này mật khẩu là 978226. Ừ, cô lại làm cái mới đấy, bỏ cái này đi. Ui, 9 7 9 7 8 2 2 6 đúng không cô? Ừ, thử vào một lần nữa xem có được không nhá. Nếu không được thì thôi, mình chơi chung nhá. Cô đâu? Cô đọc cho con đi cô. 9 7 8 Ơ, cô gửi rồi mà dụng 7 8 9 7 8 gì đó cô? 2 2 6 2 2 2 6 hay là 2 5 6? 2 2 6 2 2 Enter. Xong rồi cô ơi. Lại bị thế rồi cô ơi. Cô ơi, con thấy người ta bắt là tiếp tục với Google, tiếp tục với Mixcaro. Chắc là phải có tài khoản à. Cô nghĩ không cần đâu, chắc phải vào cái phần join my quiz ấy. Thì là thôi, bây giờ mình chơi luôn, chung luôn nhá. Tại vì cô thấy lâu. Cô ơi, con đâu bật thế. Cô thấy hơi lâu. Con thì bật kiểu khác cơ. Được rồi, các bạn ngồi vào ghế đi để chơi chung nhá. Thôi rồi, cho con bật. Thôi, nhưng mà con không muốn chơi chung đâu. Thế thì cô hỏi một bạn là bạn đấy trả lời, còn bạn kia gõ ra cho cô nhá. Được không? Ok cô. Rồi ok, bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ờ, không có người chơi nào nó không bắt đầu cho cô ấy. Ôi. Ơi. Lúc nãy con bật sai phải. À đúng rồi. Để con bật lại nhá. Để con cũng phải bật lại. Đây này. Ai, mình xin này. Lại đi thế. Nó đâu bật đâu. Nhưng mà tớ bật rồi, tớ bị thế, cậu đừng bật nữa. Không, tớ thích bật kẻ tớ. Tớ bật lại lần nữa luôn. Ôi giời ơi, xin đấy. Ui xin. Đấy, cô vào này. Cái gì đấy, mình ấn nhầm rồi. Xong luôn. À cô, nick của cô là Min à cô? Ờ. Đây, nick của cô vào được rồi này. Bắn đâu nhờ? Để bắn. Thôi coi, bắt đầu bắn đi. Mất thời gian. Vào thì bật luôn vào cái đầu hàng đầu tiên đúng không cô? Ừ. Tức là vào cái đấy mình nhập cái mã là được mà. Nhập mã xong bấm chữ tham gia là được mà. Cô còn nếu không được thì cô bắt đầu nhá. Vào đâu. Tớ vào mãi chẳng được rồi.
trung bình. Ok xong rồi. Thôi nhá. Có cần cô bắt đầu luôn không? Thôi bắt đầu luôn đi cô. Cô bắt đầu nha. Ôi đợi con tí. 2 3 3 1 5 5. À, không 2 3 3 1 5 5 nữa đâu mà mới rồi là 9 7 8 2 2 6 nha. Đợi con 9 7 8 9 7 8 2 2 6 9 7 8 2 2 6 9 7 8 2 2 6 Mà được. Trời ơi, thôi học chung thôi. Học chung nhá. Tất nhiên là bị thế rồi đúng không? Cô bắt đầu này. Thôi bắt đầu đi. Nào các bạn, bây giờ cô 1 triệu hương nhá. Yeah. Hải Nam có vào nha. By the punctual marks, I collect stickers and posters. Have you got a collection? Giống như nào? Thiệu Hương. Ôi, sao này? Sao hai chấm thôi? Thiếu nha, dấu chấm. Còn dấu nữa. What's this?
cells. Khán nào nhỉ? Rồi, ok. Nhớ nhá, đây là hat, không phải là jars. Nhớ cô nhá. Ok. Cả cái đua xe gì cơ? Đua xe á? À, để cô xem là các bạn có bấm vào đây không? Chắc vội quá các bạn không bấm được đúng không? Thôi được rồi, không sao. Đây, mình xem lại bài kiểm tra nhá. Đây. Rồi, đây sticker đúng rồi nhá. What is this? This is stickers. This is a collection of stickers. Đây là một bộ sưu tập stickers. Tiếp theo. What is this? This is a collection of patches. Các bạn nhớ từ này viết như thế này không? Vừa nãy cô viết cho ấy. Tại vì cái phần mềm này cô không biết. Lần sau cô sẽ thiết kế game một phần mềm khác. Rồi, đây là patches. Là huy hiệu đúng không? Ok. Các bạn có nghe cô nói không? Hello. Hello. Hello, có nghe thấy cô nói không? Yes. Ok. Rồi nhá, batches. Đấy, còn nếu mà chỉ có một cái huy hiệu thôi thì mình phải bỏ đi cái âm S này. À không, bỏ cái âm S này cho cô nhá. Là một cái huy hiệu, còn nhiều cái huy hiệu collection of thì mình thêm âm S vào. Tiếp theo nào. What is this? Đây không phải là Bác Hồ nhá. Đây là một cái tấm poster lớn mà người ta hay dán ở tường hoặc là người ta dán ở trong những cái nhà hát gì đấy. Trong một nơi công cộng cũng có rất nhiều poster. Rồi, poster các bạn nhớ viết như thế này nhá. Cô không biết là các bạn có nhớ các từ mới này không nữa. Lần sau cô phải thiết kế game vào một cái khác. Rồi. Các bạn ơi, sao cô nhìn thấy các bạn lát thế nhỉ? Dạ. Có nhìn thấy cái này của cô không? Dạ, nhưng bạn không tắt cam được ạ. Diệu Hương ơi, bật cam lên cho cô nhé. Rồi, đây là I've got a collection of cells. Là gì nhỉ? Là gì? Là tôi có bộ sưu tầm về vỏ sò. Ok. Vỏ ốc, vỏ sò nhé. Tiếp theo nào. Rồi, this is my favorite comics. Đây là quyển truyện tranh yêu thích của tôi. Đây là một cái quyển truyện tranh nhé. Các bạn nhìn thấy này, các bạn không biết đây là gì à? Tại vì ở đây nhìn kỹ là nó sẽ có chữ là black comic. Đây này, có chữ comic đây này. Đúng không? Chữ comic bé bé này. Đấy. Đây này. Comic đây này. Không thấy rồi. Đấy. Nhìn kỹ là thấy luôn mà. Với cả trong truyện tranh thì nó mới có những cái hình như thế này chứ. Nó mới có những cái chia mục ra để cho nhân vật nói đúng không? Thôi mình để ý tinh vào cho cô nhé. Rồi, tiếp theo nào. Has Amy got a collection? Yes, she had. Amy là she đúng không? Has, nha, để ý cho cô nhé. Không có hay bị nhầm lắm. Các bạn lại bảo là yes, she does thì sai luôn rồi. Mà ở đây cô cho có 3 ô thôi. Does thành 4 đấy. Nhìn kỹ cho cô cái người ta hỏi cái từ đầu tiên là gì ấy để mình trả lời nha. Tiếp theo nào. Wow, you've got a beautiful collection of. Đây là gì? Đây là những cái thiệp chúc mừng ấy, postcards. Okay, postcard. Rồi, tiếp theo nào, còn ông ta, còn này. Câu số 8, write the punctuation marks. Viết dấu cho cô vào đây. I collect stickers. Đúng rồi, I collect stickers and poster. Thì đây là một câu hoàn chỉnh rồi, mà đây cũng không phải câu hỏi. Cũng không có cái gì mình phải dấu phẩy cả. Thế nên là mình điền dấu chấm này. Và đằng sau nữa, have you got a collection? Đây là một câu hỏi đúng không? Đấy, thế thì mình phải là điền dấu chấm hỏi ở đây. Ok. Đây dễ thôi mà. Tiếp theo nào. Choose the correct answers. Okay, 20 này, 150 and 50. Okay.
Cái này bạn nào không có cái cũng gần giống như cái tính kia cơ. Rồi câu này nhá, câu này là mình căn cứ vào has đúng không, để làm cái âm chia đằng sau nữa này. Và hình ảnh của mình đây là một người đàn ông đang giơ tay này nè. Trong tiếng Anh đôi khi người ta không biết người ta thế này này, người ta có biểu hiện như thế này này, I don't know, người ta không nói là I don't know, người ta có thể giơ cái này ra và người ta thể hiện là tôi không biết. Vậy nó biểu hiện ở đây là không đúng không? Không thì mình phải chia theo cái chữ đầu tiên ở trong cái câu hỏi này để mình làm cái phía sau của nó. Nếu mà doesn't ấy, thì phải ở đây phải là does Steven get a collection of cells thì mới là doesn't nhá. Lần sau để ý cho cô cái này. Câu này là mình vừa sai ấy. Ok. Đấy, game của chúng ta hôm nay chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ vào bài hôm nay nhá. Hôm nay mình sẽ học về review, tức là ôn tập lại. Rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi ô chữ. Review 1 nhá, các bạn mở sách ra nhá. Rồi, phần 1 là complete a crossword. Đây là hoàn thành cái ô này. Đúng không? Cái ô để điền từ vào đây. Đấy, down là phía dưới này. Cross. Ok. Là ngang. Down là từ trên xuống dưới ấy. Đấy. Rồi bây giờ các bạn, cô cho các bạn khoảng 3 phút được không? Cô có làm sẵn ở nhà. À, làm sẵn rồi à? Cô vừa mới làm sẵn rồi. Ok, thế Diệu Hương làm xong chưa? Hello Diệu Hương ơi. Dạ. Ôi dạ. Cô lúc nãy con chẳng nghe thấy cô nói gì luôn. Thế à? Mình nghe thấy cô ạ. Ừ, ok. Mà cái bài 1 đúng không cô? Bài này đúng không? Cô làm xong rồi ạ. Ok, thế hai bạn đều làm xong rồi thì điền cho cô nhé. Rồi, ok. Thế thì bây giờ điền cho cô nhé. Number 2. What is this? Number 2 is postcards. Ok, postcard. Ok, rồi. Number 4, Hải Nam nào. What is this? Number 3, cô quên. Number 3. Computer. Ok, computer. Rồi, number 4, Diệu Hương nào. Diệu Hương ơi. Hello. Hello. Diệu Hương ơi, Diệu Hương có nghe thấy cô nói không? Can you hear me? Cái gì đi cô? Cô đang nói là Diệu Hương làm cho cô câu 4. Cô nói gì đi cô? Đây, cô đang nói đây mà. Hello. Cô nói gì? Hải Nam có nghe thấy cô nói không? Cô đang bảo cậu là làm cho cô cái hàng dọc số cô nói gì đi cô có không nghe thấy gì hết. Thế á, cô nghe thấy Diệu Hương nói mà. Cô nói gì đi cô? Đấy, cô đang nói đấy. Chắc phải chat ra thôi. Chắc bạn không nghe thấy cô nói rồi. Diệu Hương này. Diệu Hương ao mất rồi, đợi bạn vào lại nhá. Bạn vẫn ở kia mà cô. Xong rồi cô. Cô nói ok được. Đây, cô đang nói đây, Diệu Hương nghe thấy cô. Con làm okay. Câu số 4, number 4, what is this? Number 4, that is fishing. They are but going fish, going oh. Fishing. Okay, fishing. Rồi, number 5 now. Number 5, cooking. Okay, number 5. Cooking. C-O-O-K-I-N-G. Yeah, very good. Rồi, mời Hải Nam. Number 6. What is this? Cười. Lúc ấy bạn thì cô ngồi trả lời câu thứ 4 mà. Thì bây giờ có phải trả lời câu thứ 5 chứ.
Ô, bạn bạn lỡ trả lời câu số 5 rồi. Thế giờ cô mời con câu số 6 nhé. Number 6. What is this? Vâng, là con vừa trả lời ở number 5 rồi mà cô. Không, bây giờ câu số 6 mà. Rồi mời Hải Nam là Hải Nam. Comics, ok. Trả lời luôn câu số 7 rồi nhá. Ồ, ok. Thưa cô là garden. Cô hiện tại cô đang ở đâu ấy cô? Cô đang ở nhà cô. Nhưng mà cô ở Hà Nội hay là cô ở đâu hay là cô ở đâu? Cô ở Hà Nội. Cô ở Hà Nội nhá. Ờ, con cũng ở Hà Nội này. Ờ. We live in the same. Con ở Liêm ấy cô. Con ở chỗ Liêm ấy. Cô học ở quận Cầu Giấy ấy. À. Cô học ở đại học gần đấy. Rồi bạn nào làm cho cô câu số 8 nào? Number 8. Con, tất nhiên là con. Rồi. Là shopping. Shopping, so easy đúng không? Không có số 9 luôn. Không rồi. Không sao, mình làm đúng cho cô này là rất là đáng khen. Ô, sao có số 9 đâu rồi, con tìm bãi chẳng hạn. Ờ, nó không có số 9 đâu. Nó có 8 số thôi. Người ta cho ít thôi mà, đúng không? Nhiều khi mình muốn cho thêm. Rồi ok nhá, bài 2 các bạn nào. Bạn nào làm chưa? Bài 2 làm chưa? Dạ con làm rồi. Everyone. Bài 5 làm chưa? Bài chưa? Bài chưa? Từ từ nhá, đừng đập. Nhưng mà nhìn một bắt là thấy có kết quả, con có kết quả. Ok, bây giờ thế thì mời một bạn đọc cho cô câu số... Đọc cho cô từ Anne cho đến chữ country. Đọc cho cô và dịch cho cô đến chữ đấy. Rồi mời Hải Nam trước nào. Ôi, cô không dịch được, con chỉ đọc. Thế thì để mình cùng nhìn, để cùng dịch chung nhá. Rồi, ok. Mời Hải Nam đọc cho cô từ Anne cho đến country. Tuổi. Cô ấy đến từ... Đọc cho cô trước, đọc cho cô in English. Anne is night. Con muốn đi vệ sinh. Ok, đi dự hương. Cô cho ra ngoài đấy. Australia is a hot country. Yeah, cái âm này mình đọc theo cái phiên âm của nó. Country. Âm Á đấy. Rồi ok, dịch cho cô đi. Để con tí ạ. Đó bậy hết. Đó kéo hết sách con đi đâu. Ý. Được rồi, đâu trời ơi. Annie 9 tuổi, cô ấy đến từ nước Úc. Nước Úc rất nóng. Rồi. Country gì cô? Country là quốc gia, là đất nước. Là một đất nước, country. Rồi để cô ghi thôi. Cô ghi nhá, country. Không. Cô gửi lên nhóm để con viết thuộc luôn. Ừ. Mấy bài trước cô có gửi lên nhóm, cô thấy không? Con có, con viết thuộc. Ừ, thế thì tốt, rất tốt. Đây. Đây nhá, country là danh từ. N là danh từ đấy, là viết tắt của now trong tiếng Anh. Now trong tiếng Anh là danh từ, nó có nghĩa là đất nước, là quốc gia. Rồi, bây giờ tiếp theo nhá. Đây nhá, Anne 9 tuổi này, cô ấy đến từ Australia hoặc là nước Úc này. Nước Úc là một quốc gia nóng. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Anne likes living in Australia. Anne thích sống ở đâu? Anne thích sống ở phòng khách của nước Úc. Đâu? Phòng khách đâu nhỉ? Phòng khách khách. Trong phòng khách là living room, đúng không? Phòng khách là living room, còn living là sống. Anne likes là thích. Living là cái từ chia của từ live ấy. Đây đợi cô viết cho từ đấy ra đây. Chết. Sống ở. Đây này, từ này là sống đấy nhá. Đây là động từ trong tiếng Anh là verb. Viết tắt là v thôi ấy, bình thường cô hay viết tắt là v ấy. Là sống đấy nhá. Còn khác nhau là living room là khác đấy. Living room này lại là phòng khách cơ. Cẩn thận nhá, không có là nhìn.
ban đầu con đã thấy không giống living room nhưng mà con thấy cái này chia thêm đôi in là living đúng không chứ không phải là living room nhá, cẩn thận nhá, không có dịch nhầm đấy. Rồi Agnes lies living in Australia đúng không, lies sau lies Agnes là số danh từ số đại từ số gì ít đúng không, Agnes là một người và sau đó thì động từ của mình phải thêm s tại vì đây là một người số ít đúng không. Rồi sau lie thì mình phải chia động từ theo verb ing, tức là mình thêm đôi ing vào, mà ở đây là động từ chính đấy là live. Đây, từ live này là động từ. Nhưng mà mình khi mà mình chia đôi ing của nó, tại vì sau lie mình cộng với verb ing mà. Đây, sau lie là take thì mình cộng với verb thêm đuôi ing. Đấy, thì cái từ live này sau muốn thêm đôi ing của nó thì nó thuộc trường hợp đặc biệt là mình phải bỏ chữ e này đi. Sau đó mình thêm cái đuôi ing này vào. Còn ví dụ các động từ khác thì mình có thể thêm đuôi ing mà không cần bỏ đi. Mà nếu mà kết thúc bằng âm e này thì mình bỏ cái âm e này đi, mình thêm đuôi ing, động từ nào ấy cũng như thế nhá. Để cho cô cái đấy. Rồi Diệu Hương quay trở lại chưa nhỉ? Diệu Hương quay trở lại rồi thì bật cam bật mic cho cô nhá. Rồi bây giờ Hải Nam làm tiếp đi, Hải Nam làm cho cô cái câu số 2 chưa điền này. Con thưa cô là her favorite season is summer. Favor gì nhỉ? Từ này đọc lại cho cô. Favorite. Đây nhá, để cô viết cái từ đấy ra. Hải Nam có biết từ đấy là gì không? Dạ cô, là yêu thích. Đúng rồi, favorite. Ở trong tiếng Anh thì nó không có chữ U đâu, nhưng mà trong tiếng Anh Mỹ phải có chữ U. Rồi, thích nhá, yêu thích nhá. Đây là tính từ nhá. Rồi, her favorite season đúng không Hải Nam? Vâng ạ. Ừ, season là gì nhỉ? Season là mùa. Đúng rồi. Vậy dịch cho cô câu đấy xem nào. Vâng, để con. Mùa yêu thích của cô ấy là mùa hè. Ok. Rồi, để cô ghi cái chữ season ra đây. Diệu ơi, cậu bật cô, nhưng mà cái đấy là bọn học mà cô. Ừ, cô chỉ sợ là các bạn quên thôi, nên cô cứ ghi ra cho chắc. Rồi, mùa yêu thích của cô ấy là mùa hè. Very good. Rồi này, Anne likes. Tại gì? Cô có trả lời luôn cái đấy nhá. Ừ. Ok. Anh nè. Lại. Play in volleyball. Là cô ấy. Play in đúng không? Nghĩa là cô ấy thích chơi bóng chuyền. Ừ. Đúng rồi. Thích chơi bóng chuyền ở... ở đâu đây? On the beach. Ở là ở biển. Đâu nhỉ? Ok, đọc cho cô cái từ beach là y dài ra nhá. Beach. Ok. Anne likes playing volleyball on the beach. Nha. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo nào. She doesn't like. She doesn't like. Sau like mình nhớ cho cô là gì nhỉ? Là verb ing đúng không? Taking. Taking á? Taking gì mới được cơ? Đúng không? Nếu mà mình điền taking ở đây thì đằng sau tự nhiên có một dấu chấm, nhưng taking cái gì cơ? And Lynn. Oh my. She does like She doesn't like. Làm gì cơ? Nếu mà là taking ấy thì phải là taking cái gì đó chứ, đúng không? Camera. Really? Là fishing. Đúng rồi, fishing. Quên. Là cô đấy không thích câu cá đúng không? Tiếp theo này, cái này mới là gì nhỉ? She likes, vẫn là verb ing này. She này. Taking photo.
Đúng rồi, cô ấy thích chụp ảnh nhá. Cái cụm này nhớ cho cô nhé. Taking photos, take chắc bây giờ chỉ photos. có cô với con học thôi cô. À không, chắc là bạn bạn đi vệ sinh ấy, lát bạn vào ấy. Với các bạn Ngữ Hương, bạn bảo bạn làm bài này rồi, lát nữa bạn vào bạn so sánh cũng được. Rồi ok, she's got a great. Mẹ con Tom is from the UK. She got a great gì nhỉ? Hải Nam nhỉ? Dạ cô. Câu số 6 này. Thưa cô là camera. Camera. Rồi ok. Dự Hương vào lớp chưa? Lô Dự Hương ơi. Cô bạn Dự luôn. Dự Hương ơi, hello. Bạn đi vệ sinh vẫn chưa vào à? Rồi cô ok. Cái bài số 3. Câu 2 người ta trả lời đúng rồi ạ. Câu 2 trả lời đúng rồi á? Vâng ạ. Rồi, được rồi, từ từ nhá, mình xem câu 1 trước cho cô nhá. Bài 3 là read and write true or false. Okay. Đọc và điền đúng hoặc là sai. Đúng thì là true là T và sai là false là F. Okay. Bây giờ mình xem câu 1 trước nhá. Aquila is from Spain. Okay. Aquila. Aquila đây, cô ấy đây. Aquila from Spain. Đây là cờ của Spain hay là cờ? Các bạn có biết cờ này là của nước nào không? Của nước Ai Cập. Đúng rồi. Ố, Hải Nam giỏi thế. Hải Nam học về cờ này. À, ở phần đầu tiên là có bài về dạy cái này rồi đúng không? Vâng ạ. Ok. Nhưng mà hình như là cô không dạy các bạn về bài đấy. Rồi ok. Rồi, vậy mình phải sửa Spain thành là Achieve. Ok. Tiếp theo là câu 2 là Tom and Jack are from the UK. Đâu? Tom and Jack are from the UK. Đúng không? Chi. Ok, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Chu, không phải chi nhá. Chu. 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 Rồi. Ok, Billy is from the USA. Để con Billy. Billy is from the USA. Con sai rồi là F. Câu số 3 đúng không? Vâng, là F. Really? Đây không phải là Mỹ à? Vậy là gì? Vâng, là nước gì? Nước Úc hả? No. I think Kate and Alice is from Australia. Đây là nước Úc chứ nhỉ? Còn đây là nước Mỹ mà, đúng không? Hải Nam, nhìn lại cho cô xem. Believe is from USA. Đúng chưa nhỉ? Con nhìn nhầm. Nước gì? Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Ok, true. Ok. Nhìn kỹ cho cô nhá, dễ bị nhầm lắm. From Russia. 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 Rồi. Là đâu? Rồi, mà đây. Sai rồi. Vậy là Rosa is from phải là easy. Easy nữa. Ờ, thế nếu mà không phải là đến từ nước Nga thì đến từ nước nào nhỉ? Rosa. Spain đúng không? Cô ghi ở đây rồi này. Từ nước Tây Ban Nha ấy. Rosa. Vậy ở đây là false đúng không? Rồi. Ô, Diệu Hương vẫn chưa vào lớp à? Diệu Hương ơi, are you there? Hello. Cô sợ là cô giảng mất mà bạn không có ở đây. Diệu Hương ơi. Bạn đâu rồi? Ôi hay à. Tí nữa học luôn cả trang tiếp theo luôn. Từ đây giờ đây sẽ không mở trang nữa. Đây Diệu Hương đây rồi, cô nhìn thấy rồi. Này Diệu Hương ơi, làm cho cô hai câu cuối đi nào. Con thưa cô,
Là hai câu cuối là Kate and Italy are from Australia là đúng ạ. Oh, very good. Kate là true. Đúng là true nhé. Đọc cho cô là true. Ogla is from Egypt. True. Really? Really? Đây có phải là... Mấy cái gì ở màn hình có sắc màu thế? Nhiều màu. Ở đâu? À, à không, con là nhầm. False. Là false. Cái từ này là false. False. Yes, false. Là sai nhá. False là sai nhá. Cô điền cho chữ màu đỏ đây rồi mấy. Cô ơi, ai đứng cạnh cô ấy? Cô ai? Con. Cô. Không, đấy là em của cô ấy. Ôi dồi ôi, con tưởng con cô. Xong rồi cô bảo là cô đi học đại học, con mới nghi là cô đi học đại học mà đã có chồng. Ừ, đâu cô đâu có chồng đâu, cô mới năm số, năm nhất, năm nay cô 19 tuổi. Rồi các bạn ơi, à Diệu Hương có thể check phần trên này nhé. Cô lại đúng, con hỏi mẹ xong mẹ bảo đúng luôn. Ừ, rồi ok. Rồi Diệu Hương ơi, cứ bật cam lên cho cô nhé. Lớp mình có hai bạn thôi nên cứ bật cam lên, cứ bật mic lên cho cô. Trừ khi nào ồn quá cô bảo tắt mic đi thôi. Diệu Hương ơi, xem cho cô bài 2 nhá. Xem là... Ôi, cô bạn lại tắt cam với có cả tắt mic đi đâu rồi. Chắc bạn lại đi rồi. Các bạn đi đâu nhớ xin phép cô nhá, để cô biết. Lớp mình có hai bạn thôi, thế nên là cô cần phải biết các bạn làm gì chứ. Nhá, mình phải xin phép cô chứ. Đúng không? Vâng. Rồi ok. Con nhìn mình... mấy cái này hoa cả mắt. Cái này hoa mắt đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà nhìn thế thôi chứ không có gì đâu. Dễ. Không có gì thật luôn. Dễ. Bây giờ nhá. Tức là cái bài này, bài 4 này này, người ta yêu cầu viết, người ta cho các chữ màu đỏ ở trong cái bảng này luôn. They are like, likes, don't like, doesn't like. Đấy, thì mình có bốn cái từ này. Đấy là mình điền vào trong các cột từ 1, các câu từ 1 đến 6. Số 2 là don't like. Ừ, bây giờ mình chưa nói vội nhá, cô cho thời gian làm ấy. Không, con biết hết mấy cái này rồi. Cái này chỉ kiểu online mà cô này con biết hết rồi. Ờ, thế thì ok, nhưng mà cô vẫn đang cần bạn Diệu Hương bật cam cho cô. Để làm cùng nhau ấy. Diệu Hương ơi, cô mở cam đi cho tớ còn làm. Ờ, Diệu Hương ơi, bật mic bật cam lên đi. Tôi nhớ bạn lại đi đâu rồi. Ôi thôi mình cứ làm cho cô nhé. Đây Hải Nam vừa bảo don't like đúng không? Vâng. Ok, cái này tự nhiên nó lại thành cái màu gì ấy. Rồi có cả Jay like. Jelly likes. Reading comics. See? Đây là... À trời! Trời ơi, con nhầm môi. Ôi, cô viết to quá. Don't like. Jenny like. Từ từ nhá. Ở trên đọc lại cho cô nào. They... Cái gì đó? Play the piano. Like or don't like. Jay... Like, okay, đúng rồi, không có ép nhá. Tiếp theo nào, she, Jenny. Đấy là she like, không phải, she don't like, doesn't. Yeah. Đọc rõ cho cô nhé. Okay, phía dưới là Lee, để con. Lee, bật mic lên cho cô, bật cam lên cho cô nhé. Lee doesn't like. Lies. Lies.
skateboarding. Ừ, trượt ván, chuyện trượt ván ấy. Sao nó chữ nó to vậy? He likes, có chữ S, có. Ừ? John and Gary. Gary like taking photos. Like, hey. They don't like guitar. Mhm. Emma like cooking. She doesn't like shopping. Mhm. Very good. Vào đi nhà nào. Cô hay cô thử bạn ao bạn đấy ra xem tí nữa bạn đấy vào không cô? Đó, sao? Chắc là cô nghĩ là bạn vẫn còn nghe đấy, nhưng mà không biết là cô lại sợ bạn bị lag như lúc nãy. Không sao đâu, để cô nhắn vào đây nhé. Cô hay là bạn vẫn ngồi nhưng mà bạn quên mật cam với bật mic cô. Ừ. Thế thì làm sao mà cô biết có bạn có hiểu bài này không? Đúng không ơi. Ít nhất thì cậu cũng phải bật cam lên chứ. Cô ơi, cái bài tiếp theo dài quá cô. Bài số 5 á? Hay là bài dưới này? Bài đọc này á? Vâng, dài. Thực ra nhìn cực kỳ dài đúng không? Nhưng mà thực ra không có gì đâu. Cô nghĩ là các từ này mình đều có thể dịch được ấy. Không dài lắm đâu, nên đừng sợ nhá. Cứ bình tĩnh, không biết từ nào thì hỏi cô thôi. Rồi ok. Tiếp theo nào? Number 5. Cái này mình học hết rồi nên là mình điền sẽ nhanh thôi. Nào, read and write the numbers. Viết và điền số vào, đọc và điền số vào đây cho cô. Rồi từ number 1 to number 4. Rồi, các bạn đọc cho cô các câu này xong rồi thì mình nhìn vào bức tranh để mình lựa chọn. Ví dụ A đối với cái nào? A con hiểu rồi. Con hiểu rồi cô ạ. Dễ quá, dễ rồi. Cái D là về số 2 ạ. Cái số 3 là về A. Cái số 4 là về B. Ok. Rồi, bây giờ đọc cho cô và dịch cho cô nào. Okay. D, sorry. Đợi cô nhầm lại. Đây vừa lại. Tôi có thể xem chữ. Em xem. Tôi có thể use là gì nhỉ? Tôi có thể xem. Number one, use là sử dụng. Tôi có thể sử dụng máy MP3 không? Ừ, đúng rồi. Tôi có thể sử dụng máy MP3 được không? Chúng tôi có một cái bánh. Không, thực ra thì cũng have a cake. Đừng, mình biết từ have là có đúng không? Nhưng mà trong cái trường hợp này mình không nên là dịch là chúng tôi có một cái bánh, tôi có thể có một cái bánh được không? Tức là cái trong cái câu này là cho đây là một người mẹ đúng không? Đây là con đúng không?
Ừ, đó là một câu hỏi là con có thể lấy cái bánh này được không? Con có thể ăn cái bánh này được không? Đấy, ý của người ta là thế. Còn have đây mình đừng dịch nó thần thuần là có luôn nhé. Mặc dù mình biết là có, người đấy sẽ ăn cái bánh đấy, nhưng mà mình sẽ dịch cho nó hợp với hoàn cảnh hơn là con có thể lấy cái bánh này được không? Hoặc là tôi có thể lấy cái bánh này, có thể ăn cái bánh này được không? Là ý là như thế. Nhá, mình tùy vào ngữ cảnh để mình dịch câu cho nó hợp hơn. Rồi ok. Can we watch our DVD? Là Yeah, gì? tôi có thể xem máy DVD của chúng ta không? Của chúng ta được không? Rồi ok. Tôi có thể chơi ở trong khu vườn của họ không? Ừ, rồi. Của họ được không? Rồi ok. Very good. Rồi. Còn cái bài 6 dễ rồi. Con thuộc hết. Ừ, dễ rồi đúng không? Vâng, Cái này là còn gì? cái số 2 là UE. Là đọc cho cô nào, dịch cho cô nào. Con chữ cô là I've got Puzzle. Puzzle is a cube. Tôi có một chiếc, tôi có một cái Rubik. Tôi có một cái trò chơi, đồ chơi kiểu như thế. Và nó là một cái Rubik, là một cái khối vuông Rubik. Rồi, ok. Number 3, my skipping. Diệu Hương Bốn. ơi. Không biết Và Diệu thứ Hương vào tư lớp chưa nhỉ? là thứ ba là O E. Yes. O Thứ and tư E. là A E. A, E. Number 5. Thứ tư con là B5 là O E. O, E. Rồi, dịch cho cô một lần, đọc cho Con trả lời hết bài rồi mà cuối cùng bạn Dương Hương vẫn chưa vào. cô không biết bạn đâu nữa. Ok. Number 3. My skipping rope is very long. Là gì nhỉ? Nghĩa là sợi dây nhảy, cái gì? Chiếc dây nhảy dậy, Chiếc dây của tôi sao? dây của tôi nó rất dài. Rồi, ok. Number 4. Đây Look, this doll is from space. là con, đây là búp bê đến từ vũ trụ. Nhìn này, look, this doll, con búp bê này là từ vũ trụ đấy. Ok, number 5. The dog is sitting on a big stone. Con chó ở trên một viên đá. Đây có phải là ở trên không nhỉ? Sitting. Sitting on a big stone. Con chó thì đang ngồi ở trên một viên đá. Nốn. Như thế nào? Rồi ok. Đây, đây là ngồi nhá. Nó đang ngồi đây này. Sitting on a big stone. Dữ Hương ơi. Cô Dữ đang Hương. già rồi nhá. Hả? Nó ra luôn nhé. Ai? Ao ra làm gì? Ờ thì cứ trả lời hết xong rồi. Ôi, thôi mà, mình đã học xong đâu nhỉ? Mình vẫn còn bài mà. Mấy cái kia mình chỉ ôn tập thôi. Cái này nhìn các bạn sợ rồi đúng không? Nhìn hơi Mà cô sợ đúng không? kia ngày mai mới học mà cô. Thế mình hôm nay vẫn còn thời gian thì mình cứ học đi. Mai Làm mình bài học bài tiếp nữa mà mà. cô, còn làm bài tập nữa mà. Ôi. Ơi, ôi Diệu Hương giờ mới mở mic này. Ôi, Diệu Hương ơi. con không học thêm nữa đâu. Học thêm nữa Quán à? già Chán học cô rồi. biết rồi, từ lấy bạn Dũng Hương vẫn nghe. À, thế à? Sao không bật mic lên cho cô gọi nãy giờ mà không thưa? Ô, con có nghe thấy cô nói gì không? Không nghe thấy cô nói gì á? Lúc con kiểm tra lại cái mic thì cái loa nó đang tắt. À, bây giờ có nghe thấy cô nói gì không?
Bây giờ mới nghe thấy, bây giờ con mới chỉnh lại loa đây. Rồi ok, hơi khó khăn nhỉ. Thế rồi bây giờ nhìn lại cho cô cái này nhá. Xem là có vừa nãy có theo dõi cái này không? Con bỏ Tiểu Hương ơi. Rồi. Tiểu Hương làm được cái này ơi, chưa? Con làm đúng rồi. Ok. Làm đúng hết bài này rồi chứ? Đúng không? À. Ôi bài này khá là dài đấy. Có nghĩa là ngày mai mình học cái đấy. Mình bỏ rồi. Ờ, nhưng mà mình chưa học hết giờ, mình phải học đúng giờ chứ, đúng không? Mình mới học được một hơn tiếng thôi. Cô chữa bài tập đi cô, bài tập cô giao phải chữa chứ. Chứ thì mới biết ai sai ai đúng chứ. Bài tập cô giao 2 trang đợt tuần này. À, bài tập về nhà. Cô ơi, cô cứ chữa đi mấy cái đấy cô làm rồi. Nhưng con cũng gửi cái đấy lên rồi mà cô không thấy hả? Cái này á, à, lesson 5 đúng không? Ờ, cô quên hôm nay chưa chữa lesson 5, ok. Cô còn nhờ em làm hộ. Ôi thôi chết rồi. Cái này phải để cho mình làm chứ. Không, bảo em để mấy cái số cho con viết ấy. Chứ mấy cái à, số okay. Rồi ok nhá. Thế bây giờ mình chữa bài tập về nhà lesson 5, lesson 6 nha. Rồi nhá. Chữa xong thì cô mình sẽ được cùng kết thúc nhá. Rồi. Tiểu Hương ơi, lại tắt mic của cô rồi. Ờ. À mà chết rồi. Hương ơi, cô bật lên không đề phòng. Tín nữa cậu lại không nghe thành cái gì. Nó lại học lại với cậu luôn. Chịu thôi. Diệu Hương ơi, bật cam lên cho cô nào. Bật cam đi cho tớ nhờ. Diệu Hương ơi. Ôi chết rồi. Con đi lấy cái quyển sách bài tập. Ok. Nhớ xin phép cô nhá, không có cô không biết đâu, cô không biết ở đâu đâu. Cô lại hỏi. Cô lại tưởng có vấn đề gì về mic. Ừ, cô tưởng có vấn đề gì về mic về cam. Đi đâu lấy cái gì nhớ bảo cô với nhá. Để... Hay cô cứ lướt đi xem con có làm đúng không. Rồi bây giờ nhìn thử đi. Nào, nhìn thử cho cô bài này đi. Con đúng hết rồi. Cái này con nhờ em đếm hộ bài. Đếm con hộ đúng rồi. Ok. Con còn đố em là cái gì có hai đồ vật. Cái gì có hai đồ vật. Ừ. Xong rồi tự bật tìm nó còn. Rồi bây giờ cái này thì sao nhỉ? Cái này cô mới khoanh thôi, còn chữa bài thì cô chưa chữa. Cái đấy con biết rồi. Nào bây giờ Tiểu Hương lại tắt mic mất rồi. Tại tắt cam mất rồi. Cái số 2 là friend. Cái số 3 là pretty. Còn cái còn lại là của Diệu Hương nhá. Không. Ừ. Đâu. Cậu đọc cái nào? Tớ đọc. Cái thứ 4 là poster. Cái thứ 5 là brother. Còn cái thứ 6 là Saturday. Rồi từ từ nhá. Bạn Hải Nam đọc lại cho cô câu số 2. Friend có S không Hải Nam? Có hả? Rồi ok. Nhớ đấy. Con làm rồi. Hay. Cái thứ hai là cái thứ ba number 3, 40 thành gì? Thành 50. Rồi, 50. Rồi, câu số 4 Diệu Hương đọc lại nào. Cô hay con ở lại cuối giờ cô dạy. Con đưa cô câu số 4 là poster, mình sửa thành scarf. Còn câu số 5 sister, mình sửa thành brother. Câu số 6 Monday, mình sửa thành Saturday. Brother và Saturday. Rồi, ok. Sao? Hay cô con ở lại cuối giờ đi. Xong cô dạy con đọc cái bài dài dài cho cô. Cô hướng dẫn qua nhá. Tại vì mình còn để ngày mai mình học nữa. Và cô hướng dẫn. Nói chung là cô sẽ hướng dẫn các từ mà khó ấy. Cô dịch luôn cho. Xong rồi về nhà ngồi đọc lại cho cô nhá. Rồi, ok. Nào bài tiếp theo nào, bài số 1 này nào. Write sentence, use capital letters and punctual marks. Sao? Con đâu làm, cô bảo đâu làm đấy. Cái này á? Vâng. Cô bảo là lesson 5, lesson 6 mà. Đúng không? Cô nhớ mà. Đây. Đây. Lesson 5, first set, lesson 6, đúng không? Trong sách workbook, cô có nhắn thế mà.
Thế bây giờ mình nếu mà chưa làm thì làm cùng với cô là được. Hiệu Hương cứ bật mic bật cam lên nhá. Rồi, cái này là người ta yêu cầu là viết câu sử dụng capital letter, tức là từ chữ mà những chữ mà ở đầu mình viết hoa ấy. Đấy, hoặc là những chữ mà ở trong mình cần viết hoa thì mình phải dùng cái chữ viết hoa, capital letters and punctual marks. Punctual marks là các dấu này, dấu phẩy này, commas, dấu hỏi chấm là question mark and dấu chấm là dot. Cô, sao? Bây giờ con làm câu, bây giờ con chia bằng nhau. Con làm câu 2, cô làm câu 3, bạn Hải Nam làm câu 4. Rồi, ok. Rồi mời Diệu Hương nào. Con cho cô là câu 2 của con là I like cookies, phẩy, shopping không and painting chấm. Dấu phẩy mình đọc là comma. I like cooking, comma, shopping and painting. Cô hay cô cho con đọc hết luôn cả 3 về 4 luôn nhá. Rồi, từ từ nhá đi. Bây giờ nhá, dấu phẩy là comma. Tớ thích chữ viết tớ. Còn dấu hỏi chấm là question mark. Các bạn nhớ đọc cái từ này phía cuối cho cô. Số 3 là have you got a camera hỏi chấm. Rồi rồi rồi, không tranh nhau nhá. Cô rồi. Cô chấm hỏi chấm. Anh nhờ cô ơi, have you got a camera hỏi chấm. Tớ làm đấy nhá. Tớ làm rất cơ bản đây. Ấy giời ơi. Thôi nào các bạn ơi, mình đừng như thế nhá. Mình làm phần của mình rồi mình xem phần của bạn xem bạn làm đúng không nhá. Mình không tranh nhau nhá, lớp mình phải đoàn kết chứ. Rồi, cái câu này vừa nãy bạn Diệu Hương bảo cô làm đúng không? Rồi cô làm nhá. Vậy khi mà cô viết câu này này thì cô nhìn thấy cái chữ đầu tiên là have. Vậy cô biết là đây là một câu hỏi rồi. Vậy cô sẽ dùng question mark là dấu hỏi chấm. Và cái người ta yêu cầu là sử dụng capital letters. Cái từ capital letters này là cái chữ viết hoa. Thì cô nghĩ là đây là chữ ở đầu tiên nên cô sẽ viết hoa. Have you got a camera? Rồi cô sẽ dùng question mark. Ok. Rồi mời Hải Nam number 4. Con thưa cô nè. I have got. Ôi cái gì mà lẫn lộn thế này, nhìn rõ thế. A computer. Rồi. Cái cuối là dấu chấm ạ. Nhưng mà mình ở trong này mình còn dấu gì nữa không? Mình còn đây này, computer. Rồi mình có một cái gì đó mà, a camera. Phẩy, chấm mà phẩy. Phẩy đúng không? Vậy là dấu phẩy là gì? Một câu của cô cộng lại với của bạn Lưu Hương. Ok các bạn ơi, sau computer mình có dấu phẩy đọc là gì? Đọc cho cô nhá. Comma. Comma. Rồi ok, comma. A camera. Camera. And. And rồi mình không có dấu chấm phẩy nhá. Phải học my writing cũng giao bài. Mình vừa học review đúng không? Thì mình sẽ có bài tập về phần review thì phải. Đấy, mình có phần bài tập về review này. Hôm nay mình cứ học mấy cái bài này trước đi. Tự Hương lại tắt cam rồi. À đấy. Rồi, mình về thì làm bài đấy sau nhá. Rồi, cái này của Hải Nam có cái gì, dấu gì ở cuối cùng không? Coi là dấu chấm ạ. Dấu chấm trong tiếng Anh đọc là gì nhỉ? Là gì? Dot. Dot. Dấu chấm nhá. Dot. Ok. Rồi, tiếp theo nào. Phần phía dưới này nào. Diệu Hương làm cho cô từ câu 2 cho đến câu 5. Hải Nam làm câu 6 đến câu 9 nhá. Diệu Hương ơi. Hello, dạ, Diệu Hương ơi. Rồi làm cho cô câu 2 đến câu số 5 nào, xem là điền dấu như thế nào nhá. Write the punctual marks and circle the capital letter. Viết dấu chấm hoặc là phẩy hoặc là dấu hỏi chấm và sau đó khoanh tròn vào từ viết hoa, cái chữ viết hoa. Ví dụ như là I
viết hoa đầu đây đúng không? Đấy. Bây giờ làm cho cô từ câu 2 đến câu 5, Hải Nam từ câu 6 đến câu 9 nhá. Đọc cho cô câu 1 trước này. Diệu Hương đọc đi. I got a 70. I got a postcard. Really? Có phải là dấu phẩy ở đây không nhỉ? Nếu mà dấu phẩy thì mình có cần viết hoa không? Đúng không? Mình có thấy chữ I này này, mình thấy viết hoa không? Đúng không? Chữ I này mình viết hoa này. Rồi, ở đây mình phải điền là dấu gì nhỉ? Diệu Hương ơi, làm lại cho cô xem nào. I've got a collection of postcards. Đúng không? Dấu chấm này. Dot, dot. Tôi có một bộ sưu tập những cái tấm thiệp đúng không? Dot. Tiếp theo này. Ở đây mình có chữ viết hoa này. Capital letter. I've got 70. Tôi có 70 cái, ý là 70 cái thiệp này này, tấm thiệp này này. Sau đó mình lại thấy đằng sau cái đấy nó có một chữ là I've got. Nó viết hoa chữ I này. Vậy mình phải điền ở đây là dấu chấm, đúng không? Dot. Đấy. Tại vì sau dấu chấm mình viết hoa mà. Trong tiếng Việt mình cũng học như thế mà, đúng không? Rồi, tiếp theo nào. I've got postcards. Tôi có những cái thiệp này from the United States. United States là nước nào các bạn? United States. Nước nào nhỉ? US. US. Đấy. Là nước gì đây nhỉ? Nước Mỹ đấy. USA. Nhưng mà tên đầy đủ đó là United States. Là nước Mỹ. Rồi. Sau số 3 điền gì hả Diệu Hương ơi? Diệu Hương, số 3 mình điền gì? Dấu gì? Diệu Hương? Hello? Các bạn ơi? Who can help me this question? This? Rồi thế thì cô mời Hải Nam nhé. Hải Nam làm cho cô câu số 3 này. Hải Nam ơi. Con được cô là ta phải bên phải Thailand phải Australia. Ui ui, người ta sao trong tiếng Anh người ta lại có dấu sắt cô? Dấu sắt á? Đâu có dấu sắt đâu. Đây là dấu chấm mà. Australia cô. Ừ, bây giờ nhá, mình đọc cho cô dấu phẩy là cô vừa dạy trên là comma. Thì đọc cho cô là I've got postcard from the United States, comma, Spain, comma, Thailand, comma, and Australia, and from my country too. Rồi, tôi có những cái thiệp từ Mỹ này, Tây Ban Nha này, Thái Lan này, Úc này, và đất nước của chính tôi. Too, nữa. Vậy ở đây mình thấy chữ my đằng sau chữ m này viết hoa đúng không? M is the capital letter. Vậy là chữ viết hoa. Vậy mình sẽ đoán ở đây là gì? Là dấu gì? Dot. Dấu chấm ạ. Rồi, dot. Okay. My favorite postcard is from Australia. Con vật đặc trưng cho nước Australia là con kangaroo. Really? Câu này mà. My favorite postcard is from Australia. Cái tấm yêu thích, tấm thiệp yêu thích nhất của yêu thích của tôi là từ nước Australia, là nước Úc đúng không? Sau ở đằng này mới là
Australia, con kangaroo. Thì mình điền dấu gì ở đây? Dấu chấm ạ. Okay, dot. It's a kangaroo. Kangaroo. And we can see it. Chấm. Hỏi ạ. Capital mark. A capital letter. Và it is a capital letter. Nhìn thấy không? Là chữ viết hoa ấy. Đây là dấu gì? Cô để dấu chấm ạ. Chấm, very good. Rồi. Have you got any postcard? Dấu hỏi chấm ạ. Very good. Question marks. Okay. Ô, mà chú không ngoài sao tụi lên, tớ cứ trả lời một mình đi. Nếu Hương ơi, mình sắp xong rồi ấy, bật cam về ấy lên cho cô nhá. Mình làm nốt bài này nữa là xong này. Bây giờ một mình làm nốt bài này trả nữa. Lời luôn câu 3 đi. Chứ từ đây tôi trả lời hết câu 2 rồi, tôi chịu rồi. Trả lời đâu. Trời ơi, bây giờ tôi cũng bật mấy cuốn rồi ơi. Hương ơi, tôi không bật mic, bật cam lên cho cô nào. Còn chữ gì, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bây giờ chắc mình tắt tiếng rồi cô ạ. Rồi cái bài này nhá, thực ra cô hướng dẫn này nó y hệt cái bài trên thôi, nó không khác gì luôn. Bài này là bài yêu cầu mình dựa vào bức tranh để điền vào đây, cũng giống như bài trên này. Mình chỉ cần nhìn được bài trên thôi là mình vận dụng được thôi. Bây giờ nhá, giống như là bạn này đang kể là mình có một bộ sưu tập về postcard, thì ở dưới này anh này, tức là bạn nam này, cũng có một bộ sưu tập về postcard đúng không? Đấy. Và xong rồi thì he got, ở trên này cũng là I've got. Thì mình điền số này, đúng không? Điền số ấy. Điền số có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. He've got 4. Rồi mình có dấu chấm dot. Đúng không? Xong rồi he've got from. À thế thì mình biết rồi, mình biết là anh ấy có những cái tấm thiệp này từ nước nào rồi đúng không? Giống như trên này này. I've got postcard from the United States. Thì mình ở đây này, mình có đây. He've got postcard from Egypt, comma, Brazil, comma, the UK, comma, and Russia, dot. Đúng không? His favorite, okay? Đây này, my favorite postcard is from Australia. Cái tấm thiệp yêu thích của tôi là từ nước Úc, đúng không? Thì đây cũng, his favorite postcard is from. Mình chưa biết là anh từ from đâu, nhưng mà it's got pyramids on it. Có kim tự tháp ở đấy. Kim tự tháp thì chỉ có ở Egypt, ở Ai Cập thôi đúng không? Vậy his favorite postcards is from Egypt. Rồi. Đúng không? Hải Nam có hiểu cái này không? Hương hiểu sáng, cái này không? Thôi để sáng ngày mai con nộp nhá. Rồi cái bài này thì các bạn hình như là bài tập về nhà từ hôm trước cơ mà nhỉ? Rồi, nói chung là cô cảm thấy là đây chỉ là một cái phần ôn tập rất là nhỏ bé thôi. Nên là mình có thể dựa vào đây này, dựa bài trên này này, để viết lại với bài dưới này này, cô vừa hướng dẫn rồi đấy. Thì về nhà viết lại cho cô nhá, rồi chụp cho cô nhá. Và đây cũng là bài tập về nhà của chúng ta này. Chúng ta có bài review 1 này, review 1. Làm cho cô review 1. Con đầu con nhìn cứ tưởng là phải vẽ, phải tô màu, con đang cầm bút màu à. Ok, và làm cho cô trang tiếp theo của review 1 này. Review 1 mình có 2 trang, tức là 26 và 27, page 26 to page 27. Làm cho cô nhá. Rồi cô ghi lại xong. 28, không nào 28, 29 nữa. 28, 29 là bài mới rồi, là let's là youth for. Con rảnh thì con làm hết rồi nhá. Ok. Nhưng mà mình chưa học ấy. Mình chưa học ấy. Cái đấy, hôm nay con làm nhầm bài xong con học luôn rồi. Ừ, thế thì tốt quá. Nhưng mà mình vẫn phải làm bài này cho cô này. Làm bài này cho cô xong rồi chụp lên nhá. Vâng. Thế. Rồi này. Và trước khi mình dừng buổi học ấy, thì cô nhắc này. Ở cái bài đọc này là khá là dài. Bởi vì nó thuộc cái phần extensive reading family. Thuộc cái phần là đọc thêm, đọc mở rộng. Thì ở trong này người ta yêu cầu look at the text, where are the people, và what are they doing. Thì mình có thể đọc từ cái bài này, mình khai thác để mình lấy thông tin này. Mai cô sẽ chiếu bài này, cô sẽ dịch một lượt cho.
nhá. The Swift Family Robinson is a novel by Johann David Swift. It's a very exciting story. The main characters are a mother, father, and father, and their four sons, Fritz, Ennis, Jack, and Franz. The family decide to travel to a new country to live. They travel on a ship with lots of other people, but there is a big storm. The ship sinks, but the family swim to an island. There aren't any other people on the island. So the family is alone. Đấy. Ví dụ đoạn 1 trước nhá. Nhìn trong đây thì có từ nào thắc mắc không? À, hay là thế này nhá. Để cô tự tìm mấy cái từ trong này, xong rồi cô thấy từ nào các bạn sẽ hay thắc mắc nhất thì cô sẽ gửi cho các bạn. Xong rồi các bạn ở nhà xem trước cho cô được không? À, cô hay cô đọc ra mấy từ mới cô gửi lên nhóm cho bọn con dịch nghĩa, cứ xong rồi đọc luôn. Ừ, ok. Vậy cô sẽ tìm từ mới trong này, xong đó cô sẽ gửi vào nhóm nhá. Vâng ạ. Ok. Rồi, có bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Ôi, nhìn bạn này giống Diệu Hương quá này. Đúng thật cơ. Giống Diệu Hương quá. Bạn ấy tên là Rico ấy. Rồi, ok nhá. Tức là ngày mai thấy trước bạn khi... mày giống ai? Con thấy bạn Lam kia giống ai? Lam thì không giống ai trong lớp mình rồi. Rồi ok. À bạn Trí Thành à... Rồi ok. Bây giờ nhá, đây là bài tập về nhà của mình này. Mình cô sẽ gửi từ mới vào trong nhóm sau. Đấy, tức là mai mình sẽ học hai cái bài đọc này để mình luyện thêm vốn từ và học cách dịch luôn. Và sau khi cô gửi từ mới thì các bạn ở nhà tự dịch, tự đọc cho cô dựa trên từ mới đấy. Sau đó thì thử suy nghĩ cho cô xem là điền true hay false cho những câu hỏi này. Ở dưới này cũng như thế. Đấy. Và bài tập về nhà của chúng ta là làm cho cô gì nhỉ? Review 1. Từ trang 26 đến trang 27. Được chưa? Dạ. Yeah. Các bạn nhớ chưa? Vâng. Rồi ok. Có gì thắc mắc nữa không? Tận thứ 7 tuần sau mới học tiếp. Chán đấy. Ở đâu, mai chúng ta vẫn còn học mà, đúng không? Mai chủ nhật mà cô. Mai chủ nhật, chúng mình học thứ bảy và chủ nhật mà, đúng không? Đừng có xem lại tháng hôm nay thứ mấy. Mai thứ bảy. Hôm nay thứ bảy. Rồi ok, có gì thắc mắc nữa không? Không ạ. Rồi, các bạn có thể ao nhá. Chào các bạn, goodbye everyone, see you bye tomorrow. Everyone. Goodbye. Goodbye everyone again. Yeah.